Ông Hollande họp khẩn vụ NSA dò thám các đời Tổng thống Pháp, tin từ Paris, Pháp Quốc. Tổng thống Pháp François Hollande ngày hôm nay, 24 tháng 6, đã triệu tập cuộc họp của Ủy ban Quốc phòng sau khi website Wikileaks trích dẫn các phúc trình tình báo bí mật cũng như các tài liệu kỹ thuật tối quan trọng nói rằng Tổ chức An ninh Quốc gia của Hoa Kỳ, viết tắt là NSA, dò thám nhiều đời Tổng thống Pháp từ ông Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy cho đến ông Hollande. Tiết lộ này xuất hiện đầu tiên trên nhật báo Pháp Libération và website Mediapart nói rằng NSA dò thám các tổng thống Pháp từ năm 2006 cho đến tháng 5 năm 2012, vào tháng mà ông Hollande nhận bàn giao từ ông Sarkozy. Cuộc họp diễn ra trong ngày hôm nay có sự tham dự của các viên chức quân đội và các bộ trưởng, gồm Thủ tướng Manuel Valls, Bộ trưởng Nội vụ Bernard Cazeneau và Ngoại trưởng Laurent Fabius. Wikileaks nói rằng các tài liệu tối mật được tiết lộ cho thấy NSA đã theo dõi các cuộc tiếp xúc của ông Hollande, ông Sarkozy và ông Chirac, cũng như các bộ trưởng của nội các và tòa đại sứ Pháp tại Hoa Kỳ. Đây là những tiết lộ mới nhất liên quan đến việc Hoa Kỳ dò thám các đồng minh phương Tây. Sau khi tên nói NSA dò thám nước Đức và tổ chức tình báo của Đức đã hợp tác với NSA để dò thám các viên chức nhà nước và các công ty tại nhiều nơi khác ở châu Âu. Tài liệu được tiết lộ gồm nội dung các cuộc tọa đàm giữa các viên chức chính phủ Pháp về cuộc khủng hoảng toàn cầu, về tương lai của Liên Âu, về mối quan hệ giữa chính phủ Hollande và chính phủ Angela Merkel của nước Đức, về việc cố gắng xác định thành phần của các nhân viên điều hành của Liên Hiệp Quốc và cuộc tranh chấp giữa nước Pháp và chính phủ Hoa Kỳ về vấn đề dò thám của Hoa Kỳ tại Pháp. Wikileaks còn tiết lộ tin nói rằng NSA đã dò thám cuộc họp bí mật của Tổng thống Pháp với nội các về một khả năng tiềm tàng cho thấy Hy Lạp có thể rời khỏi khu vực đồng Euro từ tháng 5 năm 2012.